Chào cả bà con. Hôm nay thì ngồi rảnh thì không có nhiều sản phẩm gì làm cho anh em. Thì hôm nay mình sẽ lôi ra hai con máy, thì thực ra những chiếc máy này cũng làm cho anh em mà hôm xem rồi. Thì hôm nay mình sẽ lôi ra và thứ nhất là mình phân tích những cái cấu tạo bên trong một chiếc laptop đời mới hiện nay nó cấu tạo như nào để thành một chiếc máy hoạt động hoàn chỉnh. Và những cái bộ phận nào trong những chiếc máy này có khả năng nâng cấp thì bây giờ mình sẽ chỉ từng linh kiện một, mời anh em đón xem. Các bạn có thể thấy là hai chiếc máy này mình đã mở ra. Hiện nay thì gần như 99% là những chiếc laptop đời mới nó sẽ cấu tạo như này. Đơn giản đây là một dòng máy tính gaming thì thường nó có các cấu tạo bên trong. Các bạn có thể nhìn thấy này. Đầu tiên, hiện nay những cái ổ cứng công nghệ mới, nó còn gọi là công nghệ ổ cứng M2 thì nó chỉ ngắn gọn nhỏ như này thôi. Đấy. Thường những chiếc laptop thông thường sẽ cho phép chúng ta nâng cấp cái ổ cứng này là cái linh kiện đầu tiên có thể nâng cấp được này. Đây là ổ cứng M2. Hiện nay thì nó cũng có rất là nhiều chuẩn, ví dụ là PCIe này, M2 này, M2 LVMe. Tốc độ hiện nay của một chiếc ổ cứng có thể đọc ghi cao nhất nó có thể đọc đến 4GB một giây và ghi khoảng 2500. Đó là những chiếc ổ cứng đỉnh nhất. Còn những chiếc ổ cứng bình thường dạng M2 này thì nó đọc khoảng hơn 500MB và ghi khoảng hơn 300. Đấy, các bạn nó nhìn đây nhá. Linh kiện thứ hai trong chiếc máy đó là RAM. Hiện nay RAM mới nhất cho laptop nó còn gọi là DDR4. DDR4 thì nó có các bớt chẳng hạn như là 2133 này, 2004 và 2006. Và có thể bớt lên đến hơn 3000 cho một số dòng PC hiện nay. Còn hiện nay một que RAM DDR4 dung lượng thấp nhất thì nó là 4GB, 8GB và cao nhất là 16GB một que. Đây. Một chiếc laptop thông thường thì nó sẽ có nhận tối đa, hiện nay những cái laptop đời mới là 32GB RAM, còn là những con cao cấp dòng Workstation nó có thể nhận đến 64GB RAM. Đây các bạn nhá. Đây là những chiếc linh kiện mà có thể nâng cấp được này. Những chiếc laptop game hoặc đồ họa thường nó sẽ cấu tạo có hai quạt tản nhiệt như này. Thì các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta nhìn vào đây thì mình không tiện tháo ra hết, thì các bạn có thể nhìn sơ sơ đây thôi. Thì nó sẽ có những cái ống đồng để dẫn nhiệt ra. Hầu hết những chiếc laptop đời mới sẽ không có khả năng nâng cấp GPU, đó là cặp màn hình rời, và CPU, đó là trung tâm bộ xử lý trung tâm, nó còn gọi là bộ lão trung tâm đấy các bạn. Hai linh kiện này thường dán chết trực tiếp trên bo bạch chủ, chính vì thế chúng ta sẽ khỏi phải là khả năng nâng cấp. Chính vì thế nếu mà anh em có mua laptop hay là mua các sản phẩm PC thì mình không nói nhé, laptop thì anh em phải chọn từ trước. Bởi vì những dòng này thì chip nó dán trên bo mạch như này, chúng ta sẽ không nâng cấp được. Và rất nhiều bạn hỏi là em mua laptop A, laptop B thì có khả năng nâng cấp CPU hay không, có khả năng nâng cấp card hay không, cặp màn hình rời ấy các bạn. Thì mình trả lời luôn là hiện nay những chiếc laptop đời mới 99% sẽ không có khả năng nâng cấp được. Chỉ một số dòng Workstation, đó là những dòng đồ họa chuyên nghiệp thì nó cắm kiểu dạng card module có khả năng nâng cấp được. Pin của những chiếc laptop đời mới thì thường là dạng pin như này. Cao cấp của nó thì là gọi là pin lithium. Thì như con này là lithium rồi này. Thì nó cái dạng như này, pin thì không khác gì dạng chuẩn điện thoại. Bây giờ dòng pin này thì nó sẽ an toàn hơn so với dòng cái kiểu dạng pin cell ngày xưa. Một số là dòng laptop rẻ tiền thì vẫn dùng pin cell. Hầu hết những chiếc laptop bây giờ thì pin nó đều mỏng và lắp bên trong máy chứ không phải tháo rời được như bên ngoài. Còn đây là cái loa của nó này. Đây là cái ổ cứng truyền thống, nó còn gọi là ổ cứng cơ 2.5 inch. Hầu hết 90% bây giờ những chiếc laptop thông thường thì vẫn còn ổ cứng này. Ổ cứng này thì nhược điểm thì chạy thì chậm, nó thẳng ra anh em chạy rất chậm và càng chạy càng kém. Thường bây giờ mình khuyến cáo cái ổ này thực ra bây giờ chỉ dùng để lưu trữ dữ liệu thì nó rẻ thôi. Đấy. Còn bình thường thì sẽ có một cái ổ 128 để chúng ta chạy hệ điều hành, phần mềm, ứng dụng cài lên đây. Còn ổ này chúng ta sẽ chứa dữ liệu 500GB hoặc 1T và cao nhất bây giờ là 2TB. Đấy. Còn một cái nữa đó là cái bo main, thì anh em thấy nó gọi là bo mạch chủ, nó giống như trên PC ấy, thì nó cái main nó sẽ kết nối gồm là các linh kiện chẳng hạn như là cảm màn hình này, CPU này, đấy, hoặc những cái linh kiện khác như các vỉ bo mạch trình điều vỉ chẳng hạn như vỉ nguồn, hoặc những cái bảng vỉ điều khiển các nút chẳng hạn như là wifi các thứ thì cũng lắp ở trên main, hoặc cũng có thể tháo rời cắm kết nối qua những cái cáp như này này, toolpad, toolpad này. Đấy, còn đây là cái wifi này. Hầu hết những chiếc laptop đời mới đều sử dụng công nghệ Wi-Fi AC cho các bạn nhé. AC bây giờ bắt rất khỏe luôn. Đây. Và đây là một chiếc laptop mình còn gọi là laptop business. Business thì như này, nó sẽ on hết như này. Và cũng có hai linh kiện chỉ khả năng nâng cấp được, đó là RAM và ổ cứng. Thì cái này chưa có ổ cứng, các bạn có thể nhìn thấy này. Đây là ổ cứng M2 chưa có này. Ổ này thì nó là ổ 2.5 inch này. Đây cũng là pin này. Còn bây giờ một số dòng laptop đời mới chẳng hạn như MacBook, đó là tiên phong công nghệ của nó là UDBody, liền hết con mẹ nó luôn thì khỏi phải lần cái gì. Đấy, ví dụ như các một số dòng anh em để ý bây giờ những cái dòng người ta gọi là UltraBook ấy, thì nó chỉ nặng khoảng hơn 1 cân thôi. Đây, mình sẽ lấy một con máy ra mình ví dụ cho anh em. Như một chiếc Dell XPS 13 như này.
Dòng mới của nó là 9370 và những cái công nghệ chẳng hạn như Infinity màn tràn viền. Em này thì Duy chỉ nâng cấp được đúng cái ổ cứng thôi. Còn hiện nay về cái máy mà hôm vừa rồi mình đã mở máy ra thì anh em có thể thấy là ví dụ con MacBook on luôn cả ổ cứng này, on RAM, nói chung on tất cả luôn, chỉ duy có quả pin là tháo được ra thôi. Thế chính là những cái máy đấy thì nó sẽ không nâng cấp được gì. Để làm những cái máy mà không nâng cấp được gì kiểu dạng như thế này thì nó cũng có ưu điểm và nhược điểm. Ưu điểm của nó ví dụ như ổ cứng nó dán trực tiếp trên main thì nó chạy rất là nhanh luôn. Tốc độ ghi đọc của một chiếc MacBook bây giờ anh em thấy là 4GB. Đấy. Và RAM nếu mà xử lý dán trực tiếp trên bo main luôn thì cũng rất là ok. Và những cái độ trễ thì chắc chắn là sẽ không thể bằng những cái RAM này được. Bởi vì RAM trên main thì nó là cái mạch luôn mà, thì nó ngon hơn, nó không cần cái gì cả. Đấy. Nhưng mà cái nhược điểm của nó thì cực kỳ khó sửa chữa. Nếu mà không may mà có hỏng hết thì thôi, bỏ luôn, thay hẳn một cái main mới. Còn những cái dòng này thì chúng ta sẽ tùy biến cấu hình. Chẳng hạn như thế này, chẳng hạn RAM 8GB, nếu mà có điều kiện hơn, nay mai cần những cái phần cấu hình, phần cứng mới hơn thì chúng ta nâng thêm cái 8 chẳng hạn lên 16. Ổ cứng ít chẳng hạn chưa có SSD thì cắm vào đây nâng thêm cái SSD nữa, chúng ta chạy nó sẽ nhanh hơn. Đấy. Đây cái wifi của nó này. Là những cái bo Ultrabook thì thường nó to, bên trong tràn hết, hầu hết là chỉ là bo main mà pin thôi. Đấy. Ok. Phân tích về cấu tạo của một chiếc laptop đời mới của mình đến đây là kết thúc. Anh em mà có những cái câu hỏi gì liên quan đến máy tính này, MacBook này, hoặc những cái gì liên quan đến cặp PC, những cái câu hỏi gì anh em mà không biết về máy tính thì cứ vui lòng comment bên dưới. Những câu hỏi nào đơn giản thì mình sẽ trả lời luôn cho anh em. Còn những cái câu hỏi là phức tạp hơn thì mình sẽ quay những cái video ngắn gọn như này, mình trả lời cho các bạn vừa xem vừa dễ hiểu. Mong các bạn ủng hộ chương trình và đăng ký theo dõi cho mình. Đấy. Cần tư vấn sử dụng máy tính như nào là, hoặc là tư vấn mua những chiếc laptop như nào, hoặc tư vấn mua PC thì cứ đặt những câu hỏi, mình sẽ trả lời cho anh em. Còn chương trình của mình đến đây là kết thúc. Thân chào các bạn, hẹn gặp lại.